Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin ETF được phê duyệt vào tháng 1 có thể để giá Bitcoin lên 150.000 đô la. Sự nhiệt tình xung quanh khả năng phê duyệt Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đang đạt đến đỉnh cao. Với Bloomberg Intelligence ước tính 90% cơ hội nhận được sự đồng ý từ SEC trước ngày 10 tháng 1 năm 2024. Việc phê duyệt một sản phẩm như vậy có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho Bitcoin, có khả năng đẩy Bitcoin lên 150.000 đô la. Sau khi BlackRock nộp đơn thành lập Bitcoin ETF, thị trường crypto đã chấn động, đẩy giá Bitcoin lên hơn 35.000 đô la, một con số chưa từng thấy trong gần 18 tháng. Bitcoin tăng gần 30% trong tháng 10, báo hiệu một thị trường sôi động. Điều này cho thấy rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị đón nhận các quỹ Bitcoin ETF phù hợp với lập trường tiến bộ hơn được thấy ở Canada và châu Âu. Chủ tịch của Ancoras Digital cho biết nhu cầu của các tổ chức đối với Bitcoin ETF Spot đang mạnh hơn bao giờ hết. Đối với nhiều tổ chức, vấn đề là khi nào, chứ không phải nếu, SEC sẽ phê duyệt Bitcoin ETF. Việc phê duyệt cũng có khả năng chống lại tác động của cuộc đàn áp crypto gần đây, mở ra một con đường được quản lý cho các công ty Hoa Kỳ tham gia vào ngành công nghiệp crypto. Động thái này có thể chứng kiến những gã khổng lồ như James Schiff, Virtu Financial và những công ty khác cung cấp thanh khoản cho Bitcoin ETF của BlackRock củng cố thêm động lực thị trường. Trong bối cảnh đó, sự tham gia của SEC, đặc biệt là việc không kháng cáo kết quả vụ kiện của Grayscale, gợi ý về một phán quyết có lợi vào tháng riêng. Nhà phân tích kỹ thuật số toàn cầu tại Bursty viết, thị trường đang chờ xem liệu SEC có kháng cáo phán quyết của Grayscale hay không. Bây giờ, SEC đã chọn không kháng cáo và trên thực tế đã tích cực phản hồi bằng các chỉnh sửa hoặc nhận xét về đơn đăng ký ETF, nên khả năng được phê duyệt trước ngày đáo hạn ngày 10 tháng 1 là rất có thể. Quỹ ETF iShares Bitcoin của BlackRock có thể báo trước một kỷ nguyên mới về sự tham gia của tổ chức có khả năng tạo ra khủng hoảng nguồn cung do sản lượng giới hạn của Bitcoin ở mức 21 triệu. Điều này cùng với sự kiện halving sắp diễn ra có thể tạo ra một cơn bão hoàn hảo để tăng giá. Động lực ngày càng tăng của Bitcoin ETF trái ngược với hiệu suất lịch sử xung quanh các sự kiện halving tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Theo các nhà phân tích của Bernstein, tường thuật về một chu kỳ mới, trong đó giá Bitcoin có thể tăng vọt lên 150.000 đô la vào giữa năm 2025. Nhà phân tích của Bernstein nói thêm, chúng tôi kỳ vọng các quỹ ETF do Hoa Kỳ quản lý sẽ là thời điểm bước ngoặt cho tiền điện tử và chúng tôi mong đợi sự chấp thuận của SEC vào cuối năm 2023 hoặc quý 1 năm 2024. Sau halving, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu giao ngay Bitcoin thông qua các quỹ ETF sẽ vượt xa lượng bán của máy khai thác gấp 6-7 lần vào thời kỳ cao điểm. Chúng tôi hy vọng Bitcoin ETF sẽ tương đương 9-10% số Bitcoin giao ngay đang lưu hành vào năm 2028. Ngoài những tác động về giá, việc chấp thuận Bitcoin ETF có thể biểu thị một bước tiến lớn hướng tới việc áp dụng chính thống. Việc truy cập trực tiếp vào Bitcoin thông qua một công cụ được niêm yết trên sàn giao dịch, giống như quyền truy cập vào giá vàng giao ngay thông qua các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng vật chất, là một cột mốc quan trọng. Đó là một bước nhảy vọt hướng tới việc đơn giản hóa việc đầu tư Bitcoin, cung cấp một liên kết trực tiếp được những người đam mê tiền điện tử háo hức chờ đợi. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, chủ tịch SEC Gary Gensler ca ngợi Satoshi Nakamoto. Chủ tịch SEC Gary Gensler đã cùng những người ủng hộ crypto chúc mừng Satoshi Nakamoto nhân kỷ niệm 15 năm xuất bản sách trắng Bitcoin. Với tư cách là người giám sát thị trường tài chính rộng lớn ở Hoa Kỳ, Gary Gensler đã nhận ra vai trò của Satoshi Nakamoto trong việc bắt đầu một cuộc cách mạng crypto như chúng ta có ngày nay. Chủ tịch SEC viết, nếu Satoshi Nakamoto trở thành Satoshi Nakamoto vào dịp Halloween, liệu chúng ta có thể biết được không? Chúc mừng kỷ niệm 15 năm sách trắng nổi tiếng của Satoshi khai sinh ra crypto. Kể từ khi sách trắng Bitcoin được giới thiệu, một thị trường trị giá 1,27 nghìn tỷ đô la đã được tạo ra với hơn 20.000 altcoin, hàng nghìn NFT và giao thức tài chính phi tập trung DeFi cùng nhiều giao thức khác. Mặc dù hệ sinh thái thịnh vượng này bắt đầu bằng Bitcoin, nhưng hiện tại nó đã vượt xa Bitcoin và đang mở rộng hơn nữa. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.